Ken, sao mày đây, sao mà phá được vậy ta? Bỏ vô đây lại cho bay. Đẩy sát lại. Đẩy sát lại. Chân mặt ăn cơm đau ngủ nha. Má thì bữa đi lắp bao má chiếc xe rồi đi đi lắp rồi đây. Được. Lắp nhà mà không có âm ấm ấy. Khó quá chưa dẫn. Cái gì? Mà taxi dẫn tải gì á. Lời không bao nhiêu. Ken ơi, đậy nắp lại cho con.
Okay.